Dạ kính bạch đại đức, con có câu hỏi như sau. Bản thân con biết việc một đứa trẻ sinh ra là khổ, nhưng chồng con là con một nên việc sinh con còn là trách nhiệm. Dạ thưa sư, con muốn sinh con ra đứa bé là người biết thực hành tu theo chánh pháp. Sư cho con xin lời khuyên, ước muốn được thành tựu. Bây giờ sư hướng dẫn quý vị, còn quý vị làm được hay không, cái đó là chuyện của quý vị ha. Một, mình làm phước, một cái phước nào đó thiệt là lớn. Thí dụ như nếu cần thiết mình làm trong 7 ngày luôn. Mà 7 ngày đó mình thọ bát quan trai giới. Thọ bát quan trai giới nha. Hoặc là mình có thể đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo đó. Còn không thì nếu mà không có khả năng thì mình làm phước ở Việt Nam thì vẫn được. Sau khi làm phước xong, tức là mình có một cái cuộc đại thí. Đại thí ở đây là làm cho những vị mà mình bố thí được hài lòng. Sau khi mà quý vị làm một cái cuộc đại thí xong, trong cuộc đại thí đó nhớ nha, giữ 8 giới. Sau khi hết rồi đó, quý vị hồi hướng phước tới chư thiên. Và quý vị nguyện là xin chư thiên á, nếu vị nào hoan hỷ thì xin hãy làm con của tôi. Tôi hứa là khi quý vị làm con của tôi thì tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho quý vị làm phước, làm thiện pháp. Sẽ tạo mọi điều kiện để cho quý vị giữ giới. Tạo mọi điều kiện để cho quý vị gặp chánh pháp. Và nếu như sau này quý vị có cái lòng xuất gia là tôi cũng tạo điều kiện luôn. Thì khi mà quý vị làm được chuyện đó, chư thiên họ sẽ ngó. Giống như là mình đi, mình xin việc làm vậy đó. Mình rải đơn hết tất cả các cái công ty. Thì cái công ty nào ngó được thì họ cho mình trúng tuyển. Thì khi mà cái vị đó thấy ổn, ok, thấy cái người này được, ổn. Được, ổn á, thì sẽ làm con của mình. Thì nói cái này nó hơi phàm. Thì sau khi kết thúc cái lời nguyện đó rồi thì mà nhớ còn thêm một cái nữa. Quý vị hứa thêm cái nữa là chư thiên họ sẽ rất là thích nè. Tức là tôi hứa là từ khi mà tôi đậu thai á, là tôi sẽ luôn luôn tích cực làm phước để hồi hướng cho cái đứa nhỏ trong bụng tôi. Thì như vậy chư thiên họ sẽ rất là thích. Thì nếu mà quý vị làm được ha, thì sau khi làm xong mấy cái đó thì mới tính đến cái chuyện là có con. Còn lỡ mà đã có rồi thì chịu thôi. Tại vì chuyện đó đã rồi, ai biết được cái chúng sanh đang ở trong bụng mình là nó như thế nào đâu, mình không biết. Nhưng nếu như mà đã có rồi thì làm sao? Thì vẫn làm phước thôi. Vẫn làm phước. Rồi hồi hướng phước cho đứa nhỏ. Rồi sau đó đó thì nó sanh ra thì dạy nó để nó biết giữ giới, là một người có đức hạnh. Rồi học giáo lý, có niềm tin nơi Tam Bảo. Thì đó là điều tốt. Quý vị gửi câu hỏi, vui lòng gửi câu hỏi qua liên kết ha, để vấn đáp.